nhân các niên bắc nguyệt sao tứ nhật, vua Thái Tông bị ám độc mà vong, Nguyễn Trãi cùng thị lộ âm mưu sát hại thiên tử, trời bất dung bất thứ. Nay chiếu theo bộ hình luật sử, Nguyễn thị lộ bị dìm nước không tha, còn Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Những di cáo thơ phú văn bình nhạc khí bị thu gom tiêu hủy. Nay bố cáo cho thiên hạ được hay. Trái tiên sinh, ốc trái tiên sinh. Đã 20 năm rồi, án bóng lệnh di viên vẫn luôn say giấc chân Nguyễn Trãi, thì lộ cùng ba họ đã bị tru di tam tộc. Biết đây là một âm mưu sát hại không phận, kẻ nào đã gây ra thảm án này? Phải chăng đó chính là Thái hậu Nguyễn Thị Anh? Thái hậu Nguyễn Thị Anh, linh hồn bà đang ở đâu? Linh hồn bà đang ở đâu?
thái hậu. Ai của ta? Lấy tu thành. Thái hậu, có phải là bà không? Đúng là ta đây. Ta là linh hồn Thái hậu Nguyễn Thị Anh Tư. Người vẫn còn dành một chút lắng đọng trong tâm trí để nhớ đến ta. Ta vẫn đang nghĩ đến bà đây. Trước kia người đã từng rất tốt với ta kia mà. Đúng. Trước đây ta chăm lo cho nhà người là có mục đích của riêng ta. Ta kỳ vọng nhà người sẽ là tể tướng cho con trai ta. Với hiền đức của nhân tông và thông tuệ của nhà ngươi sẽ đưa nhà Lê lên ngôi thịnh trị, phò giúp con trai ta vững vàng trên ngôi cao chín bề, nối tiếp sự nghiệp huy hoàng của Thái Tông Tiên Đế. Thái Tông ơi, sao người không hiểu cho nỗi lòng thần thiết? Tiếc đã vì con mà làm hoen nó giờ xanh xóa mãi. Thank you.
Tại sao bà lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Trời ơi, bà ác độc lắm, bà có biết hay không? Bà hãy tự sám hối về những việc mà bà đã làm. Nếu không, bà sẽ không bao giờ được siêu thoát, và bà sẽ bị đẩy xuống 9 tầng địa ngục. Bà có biết hay không? Bà hãy tự sám hối đi. Bà hãy tự sám hối đi. Bà hãy sám hối đi. Thái Hậu, có phải chính bà đã sát hại công thần Nguyễn Trãi? Đúng, chính ta. Nhưng tại sao? Lê Tư Thành, ông hỏi ta tại sao? Vì ông trai tiên sinh như một ánh sáng sao khuê trên bầu trời. Ánh sáng sao khuê sáng mãi trên bầu trời, mà ta luôn dõi theo nhưng không bao giờ với tới được. Ánh sáng sao khuê chiếu khắp non sông Đại Việt, chiếu đến muôn người. Nhưng không có một tia sáng nhỏ nhoi nào dành cho mẹ con ta. Hoàng thượng, nếu như hoàng thượng chỉ chăm lo cho một mình ban công thì mọi tính con của thần tiết đâu có lạnh lùng cô đơn trong bóng tối. Muốn có được ánh sáng cho riêng mình bằng mọi cách, không để cho ánh sáng sao khuê kia tồn tại, không để cho ánh sao khuê kia tồn tại. Trong cuộc tranh bá đồ vương thì ta là một vương phi, sống nơi gạo tía cũng đàn nắm mỗi quyền hành trong tay. Nhiều khi ta thấy cô đơn đời người ai chẳng mong, cứ trên ngôi cao nghĩ ngày bàn không
thế với kẻ thù. Không khuất phục chốn hoàng cung, ta quyết giành thiên cha cho con. Dẫu thân ta có chết cũng cam lòng, biết sâu miệng sắt thang dừng sẽ đối chất cùng ta. Ta quyết chẳng thương tha, đôi bàn tay ta đã không nhung tràn tất cả vì lời từ thơ rồi. Đưa bao giờ ngôi thiên đường bên ta xa tay tạm an, khiến tâm hồn vẫn đục nước nhờ lương tâm người mẹ trên đời. Ta đã làm mọi cách để mẹ con ta được lên ngôi vị cao nhất. Ta đã làm mọi cách để mẹ con ta được lên ngôi vị cao nhất. Trong cuộc tranh bá đồ vương, mẹ con Ngọc Sao bất chiến mà thành, mẹ con ta luôn chiến mà bại. Thì lấy nghi dân lấy mạng ta, âu cũng là quả báo cuộc đời. Trước đây ta gây ra mầm loạn mầm ác nơi Lệ Chi Viên, Lệ Nghi Dân gây ra mầm loạn mầm ác nơi Cung Cấm.
mưu sâu hơn.